Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Trương Nguyễn và Lê Lê trở lại Mù Cang Chải trong những ngày giáp Tết. Và buổi chiều hôm nay là chúng tôi cùng với lại đoàn ekip truyền hình Quốc phòng Việt Nam để lên đây quay một số cảnh và đến với Mù Cang Chải. Bây giờ mình đi dạo phố vào buổi chiều. Chưa tới 5 giờ mà trời đã cũng se lạnh buốt buốt rồi, nắng đã tắt dần. Nhưng mà đến với một cái cửa hàng may quần áo dân tộc ở đây hết sức là rực rỡ, cho nên mình cảm thấy hình như năng lượng đã được trở lại. Và xung đây là các cháu đang nhìn đây. Con bé này là, trời ơi, một đoàn. Cháu mấy tuổi? Con mấy tuổi? 11 tuổi. À, mặc như vậy là đủ ấm rồi đấy. Con như này con lạnh không con? Con mặc ấm lạnh vào không à? Bây giờ ơi, các cháu đây chắc là 11 tuổi hết, học lớp mấy? Học lớp 6. Lớp 6 rồi. Học trường gì con? Búng luôn. Trường Búng Luông mình có, con có thấy là có một cái cột mốc chủ quyền đang xây lên không? Có. Đó phải không? Đó mai mốt là bác lên bác sẽ vẽ đấy. Nha. Rồi lớp đó là lớp là thầy hiệu phó là thầy Lâm đúng không con? Con là thầy Giang. À, Búng Luông à. Đây là trường cấp 2 rồi. Rồi trường cấp 2. Kia là trường cấp 1. Rồi, rồi rồi. Ok rồi các con. Rồi. Ở đây. Đây nào, các bạn nào xung phong đội thử mũ. Ô, cho cô mũ xem này, nào. Đội mũ này kiểu nào? Nào bạn nào biết đội cách đội không? Không, không à. Sai rồi. Đội sao? Sai, đội sai rồi. Đưa cho các bạn đội nào. Đợi cho bác xem nào. À, đúng rồi. Ồ, chào rồi, đâu, bác xem nào. Đấy, đội cái mũ vào khác hẳn. Nào, đội đội lên đầu cho bác xem nào. Đội này thế nào? Nào. Đẹp đấy. À. Đây con đội nó đúng nào? Như nào? Đâu? Cô xem nào. Như là cô công chúa ấy, xinh quá. Cười tươi bác xem nào. Cười tươi bác Trường bác Trường bỏ tay xuống. Bác Trường bỏ tay xuống để chụp. Bạn này có khuôn mặt rất là xinh nhá. Nào bác Trường bỏ tay ra. Hai và đẹp quá. Xinh quá. Nào con nào, ôi chào ôi như công chúa ấy con ạ. Xinh quá cơ. 250 mũ nhỏ và cái mũ này cũng là cái mũ đặc biệt đây. Đâu? Đội đội thử này. Nào. Mũ này mũ cho cô dâu à? Không, mũ cô dâu à? Mũ cô dâu à con? Mũ cô dâu ở đó bác Trường quay đằng sau, cái đẹp là đẹp đằng sau này này. Đấy, đúng rồi, đẹp quá. Quá nhiều thời trang luôn. Gần đến ngày Tết vô cùng rực rỡ luôn. Mũ này là đáng giá đấy. May rất là công phu. Lễ hội. Và nhà chúng tôi đã quyết định mua chiếc mũ cô dâu về để trang trí cho khuôn viên nhà của mình thêm màu sắc. Các con có thấy cửa hàng này có đẹp không? Có. Thế à, thế chúng mình có thích quần áo mới như thế không? Có. Thế ngày Tết bố mẹ đã sắm quần áo mới cho các con chưa? Rồi. Thế à, có đẹp không? Có. Thế à, thế bác hỏi con này, con có to nhất này, bộ quần áo bố mẹ sắm cho con Tết năm nay là bộ màu gì? Thưa cô là bộ màu đen ạ. Bộ màu đen à? Vâng. Thế à? Màu lên. Thế còn con? Màu tím ạ. Màu tím, thế còn con? Màu hồng. Màu hồng. À thế à, thích thế nhỉ? Tha hồ một quần áo đẹp nhá, Tết phải diện là thật đẹp nhá con nhá. Đấy, bây giờ chúng ta đi dạo phố tiếp này. Đấy. Đây là em may hết à? Em là cũng là người Mông à? Đấy. Thế thì làm sao mà mình được có cái mẫu mã? Cô bán hàng cũng người Mông mà bây giờ là đã đi học nghề may và bây giờ về là mua vải rồi mua các trang phục phụ kiện về để may thành những bộ quần áo như này để bán cho bà con ở đây. Mùa này là sắp Tết mà cho nên bà con sẽ mặc nhiều đồ đẹp rực rỡ quá.
Không, cái vòng này thì là mình không biết đeo được. Rất là nhiều những cái cửa hàng bán quần áo mọc lên. Bình thường là chúng tôi lên đây không phải vào dịp lễ Tết ấy, thì là họ bán ít lắm. Nhưng mà vì gần đến Tết cho nên là được trưng ra rất nhiều quần áo. Bà con đến đây là mua sắm. Đây là những cái bộ đồ của bé gái đây, quý vị nhìn đây này. Màu sắc là trang phục là rực rỡ. Và những cái đồng tiền xu là gắn khắp nơi. Khi mà mặc những cái bộ này mà các em bé mà chạy thì nó sẽ có tạo nên cái tiếng kêu leng keng rất là thú vị. Bộ cho các em bé trai. Đúng rồi, những bộ này là bé trai. 5, 6 tuổi gì đấy. Bé gái. Phải nói là rất nhiều màu sắc. Khăn này bán như thế nào đây chị ơi? Bán ba... bao nhiêu tiền một cái em? 30.000 à? Lần trước chị mua có 20.000 thôi, em có bán được 20.000 không thì chị mua nhiều. Mua 10 cái. 10 cái nhá. Ừ, để chị chọn nhá. Cảm ơn em. Và đấy, chúng tôi sẽ quyết định mua 10 cái. Thực ra là nhà tôi đã rất nhiều rồi để may vào gối rồi, nhưng mà bây giờ vẫn có nhu cầu mua thêm. Rồi, mua 10 cái. Đưa 10 màu khác nhau đi là được rồi. Vì mua nhiều cho nên là cô ấy sẽ bán cho cái giá bán sỉ. Đây là một cô bán hàng người Mông rất trẻ, các bạn xem. Rất là trẻ và rất là xinh đúng không? À, em đã có chồng chưa? Chưa có chồng. Chưa có chồng. Lại hỏi thêm nữa là em đã muốn có chồng chưa? Chưa. Rất xinh đẹp, một cô bán hàng như thế này. À, khăn thì đầy màu sắc. Khăn này là gọi là khăn gì nhỉ? Khăn người Hợp Mông mình đeo không? Đúng rồi, bà con hay đội lên đấy. Thế người Thái không ạ? Người Thái cũng ít khi đội, cũng ít khi đội đây, ví dụ như đằng sau lưng anh Trường kia kìa, một cô gái Mông này, cô bây giờ đi em đang đi mua hàng đây. Một cách đội để đội tranh người Thái. Không, em đội tranh cơ. Đội tranh để em thực tập. Đấy. Đây. Tôi sẽ lập mẫu để cho cô ấy đội khăn cho tôi. Cô sẽ hướng dẫn cách đội khăn đúng không ạ? Thì gấp vào như thế. À, gấp đôi như thế à? Rồi, sau đó đẩy lên. Anh hơi cúi xuống, anh cao quá. Rồi, để cho cô ấy dễ làm. Cái này, cái màu sắc này mà khi đi lên nương lên đồi thì nó sẽ nổi bật lên. Và coi như là nó làm cho cái không gian của cái màu xanh ở trên cánh đồng màu xanh lá mạ thì nó nổi bật lên cái này. Tôi không hiểu tại sao mà bà con mình lại đội những cái xanh rất là sặc sỡ như thế này. Chắc là nó là một cái điểm nhấn phải không ạ? Của núi rừng. Đấy, đội xong rồi. Rồi, em đưa cho anh 10 màu khác nhau. 10 màu khác nhau là được. Em chọn cho chị 10 màu khác nhau nhá. Cứ rực rỡ là được. Cái này với cái này giống nhau rồi thì lấy một cái thôi. Là mùa Tết này là bà con mỗi người phải mua những cái khăn mới rồi đúng không em? Đúng rồi. Phải sáng Tết này. Bên này thì cũng rất là nhiều váy áo trang phục nhưng mà cái màu nó sẽ trầm hẳn đúng không? Cái màu này là cái màu mà truyền thống của bà con người Hờ Mông của chúng ta là hay mặc cả, cho nên là họ lại để sang một cái dãy như thế này, cái màu nó trầm hẳn. Còn những cái màu rực rỡ thì lại ở dãy bên kia để dành cho những người thích mặc đồ Tết. Dạ. Nồi này để luộc bánh chưng đấy anh. Các kích cỡ. Thổi sôi nữa à? Sôi à? À, mùa này là cái mùa mà lễ Tết người ta sẽ ra bánh dày rất nhiều. Mà khi ra bánh dày thì là phải có cái nồi đồ sôi thật to. Chứ còn đâu nồi đồ sôi như ở dưới xuôi của chúng ta thì chỉ sôi được một cân hoặc mấy lạng thôi. Thế là các bạn khi mà xuống dưới kia để coi là nấu bánh chưng cũng phải có một cái nồi nhỉ? Đấy, nồi đồ sôi to như thế này.
buổi chiều đến khi mà lên tới Mù Căng Chải thì những cái hình ảnh như thế này quý vị sẽ bắt gặp rất nhiều. Đó là các bà, các cô là đi nương đi dẫy về và sẽ vác củi về đây. Cháu chào bà. Đấy, bà là chỉ có đi chân tất không thôi và không có dép. Tại sao dép của bà đâu? Bà không đi dép. Dép của bà đâu bà? Bà không biết nói tiếng phổ thông. Anh Trường đã quyết định sẽ mua tặng cho bà một đôi dép để cho bà đi. Bà thích đi dép hay bà thích đi giày? Đôi đấy bé quá. Bà nói như thế nào hả em? À, con em bảo với bà là chú mua tặng cho bà một đôi. Bà đi đôi nào thì vừa đây, em lựa cho bà một đôi đi. Em biết tiếng Mông, em lựa cho bà một đôi giúp hộ chị. Chắc là đi giày. Hay là bà muốn đi giày, em hỏi bà đi. Được không? Thì đấy thì em cứ hỏi bà theo sở thích của bà đi. Cái chính là do bà ấy. Bà không biết đi dép á? Thế đi giày bà có biết đi không? Hỏi bà có biết đi giày không? Tức là bà không quen đi giày dép. Vậy thì sẽ mua tất cho bà. Tức là bà chỉ đi tất thôi đúng không? Em chọn cho bà, lấy cho bà 10 đôi tất giúp chị. 5 đôi đi. 10 đôi anh ạ. Lấy cho bà 10 đôi. Đi này được không? Sổ này to quá. Bà lại có nhu cầu là chỉ cần ít tất thôi, nhưng mà biếu bà mấy đồng để ăn bánh, bà lại muốn như vậy. Không, cứ đưa cho bà 2 đôi đây. Vâng, anh biếu bà mấy đồng để bà ăn bánh, bà thích có mua bánh nữa cơ. 2 cái là 30.000 đúng không? 30.000, tức là 10. Đấy, quý vị thấy ở đây là phụ nữ người Mông lại còn không biết đi dép và không biết đi giày, chỉ có đi tất không thôi. Sau khi từ chợ về thì chúng tôi đã được bác chủ nhà chuẩn bị cho bữa tối. Và hình ảnh này không biết là quý vị có biết đây là món gì không ạ? Đây đó chính là món bánh dày của người dân tộc Hờ Mông. Đây. Đây, bánh dày này, bánh dày bằng gạo tím, nếp nương tím cho nên nó có màu tím. Sau khi là bánh được giã xong thì là sẽ cắt nhỏ ra như này và sẽ chiên giòn lên. Chấm mật ong hoặc chấm tương ớt. Và bữa tối đây của chúng tôi đây có món gà đây rồi. Đã rất sẵn sàng. Đấy, ngoài món gà ra chúng tôi còn có thịt ba chỉ rang trái cạnh này. Và đây là một món cũng đặc sản ở vùng cao mới có, món mầm đá. Mầm đá này sẽ luộc để chấm trứng. Hứa hẹn là một bữa tối đầy đủ các món ngon. Ở trong gian bếp của anh chị chủ nhà nơi chúng tôi nghỉ qua đêm thì có một cái chùm quả rất là đặc biệt như thế này. Cả đoàn chúng tôi ai cũng đố nhau là nhưng mà không ai biết là cái quả này nó là quả gì. Và cuối cùng là chỉ có hỏi bác chủ nhà thôi thì mới biết đó chính là quả song. Mục đích ở quả song này để làm gì thì tôi cũng chịu chết. Đây để hỏi bác chủ nhà nhá. Quả xong để làm gì hả anh Phượng? Để bóp thịt chua. Để bóp thịt chua ạ? Tức là cái quả xong nó sẽ rất chua đúng không rất ạ? Chua. Rất chua. Là mình sẽ thay bằng chanh đúng không ạ? Thay chanh. Nhưng mà nó treo này để được lâu không hả anh? Nó sẽ khô không được. À, treo đến bao giờ nó khô lại thì thôi. Người ta đấy người ta cho đường vào người ta ủ trong cái chất pha nước uống. À.
Đấy, lên vùng cao rất là nhiều thứ đặc biệt. Quả xong ba. Nhưng mà sao lại lót hết vào trong này nhỉ? Không phải thế, cái quả nó như thế. Đầu tiên em cứ tưởng nó đã bọc cái gì, hóa ra là cái vỏ nó như vậy. Và cái da nó lưới như thế. Cây xong cây mây đâu mà anh? Xong rồi đấy. Và cuối cùng thì kết thúc cho một cái buổi chiều dạo chợ hôm nay của chúng tôi. Thực đơn gồm có cho bữa tối mầm đá luộc để chấm trứng, gà đồi chạy bộ, đậu sốt cà chua, thịt ba chỉ rang cháy cạnh và thêm cải mèo luộc cùng với cả canh miến. Riêng đặc biệt cái món mầm đá là ban đầu tôi lên đây tôi nghe cái mầm đá tưởng là người ta đùa, tại vì cho có một cái giai thoại nói về cái cổ tích mầm đá, tức là bỏ cái cục đá vào nấu và nó lúc nào nó cũng của Trạng Quỳnh đúng không? Trạng Quỳnh đúng không? Nhưng mà thực sự có một cái cây mầm đá, và nãy như vị thấy là cái cây nó có những cái mầm giống như cái hoa đá, nhưng mà rất là ngon. Đây là một trong những cái món đặc sản ở vùng cao, và người ta luộc hoặc hấp hoặc là xào phải không, với lại chấm với lại trứng dầm nước mắm hoặc trứng dầm ma di cũng được. Và đó là, và cái bữa cơm công tác chiều nay là cũng vẫn đầy đặn, đủ để đủ năng lượng calorie để cho các bạn có thể hoạt động vào tối ngày hôm nay nha. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.